đi đây. Chơi với chị Cô Bi con ở nhà buồn thế, con ngồi đây buồn thế, mẹ gọi chị Cô Bi về chơi với con nha, nhé. Để mẹ quét ra đây, mẹ gọi chị Cô Bi về chơi với con nha. Sửa xong chị Cô Bi về chơi với con nhé. Uống đi con, sao á? Ngậm vào chứ. Con ngậm vào con uống nha. Sao uống hồi hộp thế? Hôm nay sữa không ngon à? Ngon. Hả? Sao á? Buồn cười thế, nếu con không uống nữa thì mày cắt nha. Con mày để con ở đây con chơi rồi tí giờ Bi về chơi với con nha.
Ôi, hai đứa đang làm trò gì đấy hả? Trời ơi, sao mà đồ y tế tùm lum ở đây hả? Ôi, cô Bi là bác sĩ đúng không? Cô Mon là bệnh nhân đúng không? Hai đứa đang chơi trò chơi khám bệnh à? Hay sao á? Hả? Bi? Em Mon đâu có uống gì đâu mà. Trời ơi, lại phá đồ của mẹ ra đây rồi. Phá Bi hạ sốt của mẹ ra đây rồi. Đây. Trời ơi, có đồ khám bệnh nữa nè. Chúng ta có một... bác sĩ Mukobi đúng không, một bệnh nhân ngon đúng không hả? Hai chị em nghịch nhau đúng không, chứ Mon có uống gì đâu, Mon bình thường mà. Mon hồi nãy mẹ cho uống sữa mà không uống sữa, chắc là no quá không chịu uống sữa mà. Nào Bi ngồi đây, ai bày mẹ hỏi này, ai bày lôi cái trò khám bệnh ra như thế này hả? Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân như thế nào rồi hả? Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân Mon như thế nào rồi? Bây giờ tôi có một dĩa trái cây nè, tôi mời bác sĩ Kobe với lại bệnh nhân Mon ăn nha. Tôi có một dĩa quýt, tôi đưa quýt cho hai chị em ăn nha. Bác sĩ có ăn không? Ừ. Ăn rồi đi ngủ nhé. Hai chị em ngáp lên ngáp xuống hình này. Ôi trời ơi. Ăn rồi đi ngủ nhé. Nhá. Ôi trời. Bây giờ ngồi đây ôm Mon này. Này bác sĩ ngồi đây ôm Mon này. Để tôi đi lấy trái cây nhé. Đấy. Dạ, đi lấy trái cây nha, ngồi đây. Bây giờ bác sĩ Kobe với bệnh nhân Mon ngồi đây đợi tôi một xíu nha. Tôi đi lấy trái cây đây cho hai bạn ăn nha. Đây. Ủa trời ơi, hết ốm rồi à? Hả? Ủa, hết ốm rồi à, phải không? Lấy trái cây cái là hết ốm đúng không? Nó. Ủa, chị em nhưng mà rộn ràng lên thế. Tí nữa hai chị em phải dọn đi kia cho mẹ nha. Bày trò chơi kìa. Rồi, Bi xuống đây mẹ bóc cho. Đúng rồi. Bóc cho hai chị em cùng ăn nha. Gì vậy Bi? Nè cho con. Cảm ơn này. Bác sĩ với bệnh nhân ăn quýt vào cho nó nhanh khỏi bệnh nha. Bác sĩ gì mà ăn nhanh thế Bi? Ôi bác sĩ gì mà ăn nhanh quá. Bóc nữa nhé, bóc quả to nhé. Đây. Quýt ngon nha, ngọt không? Ừ. Đem cho bác sĩ Kobe nè, rồi cho bệnh nhân Mon nè. Rồi bác sĩ ăn đi, bác sĩ ơi, ngon không? Ừ. Mon đi, Mon
con ăn cho nhanh hết bệnh nhé.